35 năm trước Gian U từng là một kẻ khố rách áo ôm. Anh lưu lạc trên hoang mạc rất lâu, cuối cùng thì trời xanh cũng có mắt ban cho anh kho báu của bà Trương Mỹ Lan. Khi cái ăn cái mặc đã đủ, anh mới phát hiện mình có một người con gái. Vậy là cuộc hành trình quay về cội nguồn tìm kiếm con gái thất lạc bắt đầu. Ji Yang A, con gái thất lạc của Gian U, không biết đã trải qua những khó khăn gì. Cô gái ngây thơ năm nào giờ đã trở thành một người mẹ bị nhà chồng khinh miệt chỉ vì cô là trẻ mồ côi. Gian U là một người giàu khét tiếng khu vực Ả Rập Xê Út. Thậm chí nhà nước còn xây riêng cho ông một con đường. Nhưng cuộc sống của ông lại chẳng mấy tự do, Gian U luôn bị quốc vương giám sát 24/24. Nhìn dáng vẻ lịch thiệp của Gian U, quốc vương rất muốn gả con gái của mình cho anh. Bởi vì gần đây Gian U phát hiện ra mình còn có một đứa con gái bị mất tích. Vì thế chưa kịp suy nghĩ, anh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị liên hôn. Đây là cơ hội quý giá ngàn năm có một ấy, vậy mà Gian U lại dám từ chối. Tất cả mọi người khi biết được tin đều nháo nhào cả lên. Dĩ nhiên chẳng vì Gian U cự tuyệt mà quốc vương từ bỏ. Ông một mực ép anh phải kết hôn với con gái mình, nếu không thì tài sản của ông sẽ bị tịch thu. Thật ra trong lòng Gian U thích lắm, nhưng tự nhiên có con gái ông cũng không biết phải làm sao nữa. Gian U tức tốc bắt máy bay riêng về nước để tìm đứa con gái thất lạc của mình. Dù đã có tuổi rồi nhưng vẻ ngoài lịch lãm của Gian U khiến ai cũng phải say đắm. Kể cả nữ tiếp viên cũng không ngoại lệ. Cô gái cứ sấn tới định ngồi vào lòng Gian U, nhưng lại bị Abdala đứng bên cạnh cản lại. Thông qua điều tra trước kia thì con gái ông giờ đã kết hôn với người tên là Ho Jim. Ho Jim đang làm việc tại một ngân hàng Hàn Quốc. Xuất thân không mấy khá giả cộng thêm việc hèn nhát ỉ lại. Cho nên Ho Jim luôn bị ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Khi về nhà nhìn thấy người vợ hết đát của mình càng khiến anh cảm thấy chán nản. Thậm chí anh ta còn nảy ra ý định ngoại tình sau lưng vợ mình. Ji Yang A bao năm qua luôn hết lòng phục vụ gia đình nhà chồng. Mặc dù thế cô cũng vẫn không nhận được sự công nhận của nhà chồng. Trong mắt mọi người cô ấy chỉ là thứ rẻ tiền mà thôi. Đã hơn 15 năm chung sống với nhau, đây là lần đầu tiên cả nhà cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Nhưng số phận luôn trêu đùa Ji Yang A. Gần đến giờ cất cánh thì sân bay lại thông báo chuyến bay đã bị hủy do tình hình thời tiết. Trái lại với cảm xúc tức giận của vợ thì Ho Jim lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Ji Yang A lại chẳng vui tí nào, đây là lần đầu tiên cô được ngồi máy bay mà sao lại như vậy được chứ? Tại sao ông trời luôn chống đối lại cô như thế chứ? Hướng dẫn viên thấy Ji Yang A kêu gào ầm ĩ còn thuận miệng gọi cô là bà thím nói bé bé cái mồm thôi. Ji Yang A 36 máu cơn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Cuối cùng cô đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đó là lao vào đánh nhau đòi hoàn tiền vé du lịch. Ho Jim không chịu được nhục liền trốn qua một góc. Vừa hay Gian U cũng vừa hạ cánh về nước. Đập vào mắt ông là hình ảnh người phụ nữ đang đánh nhau ở sân bay. Gian U không ngừng cảm thán tại sao lại có người phụ nữ đanh đá như vậy được chứ nhỉ. Nhưng Gian U không hề biết rằng người đàn bà đanh đá này ấy vậy mà lại là con gái thất lạc của ông. Ho Jim đang trốn sang một bên nhìn vợ nhưng anh lại không ngừng nhớ về tình nhân của mình. Tình nhân gọi điện đến nói rằng mình đang ở sân bay về nước gặp anh này. Ho Jim nhận được thông tin thì hết cả hồn, lập tức cúp máy cái dục. Ji Yang A xong chuyện chạy về phía chồng thì chồng cô lại bỏ trốn. Ho Jim chạy sang một góc gọi điện cho tình nhân. Thì ra là cô ta đang có thời gian nên về thăm Ho Jim cùng anh tận hưởng cuộc sống. Ho Jim nghe thế thì vô cùng phấn khích mà mất bình tĩnh. Gian U cảm thán chàng trai bên cạnh ấy vậy mà lại giống ông quá cơ. Hai người quay sang nhìn nhau một lúc. Từ sâu thẳm trong đôi mắt ấy cả hai cũng đã hiểu được ý của nhau. Đúng là chỉ đàn ông mới mang lại được hạnh phúc cho nhau mà. Cũng chính thời khắc này Ji Yang A bước qua đời ông mà ông không hề hay biết. Tối hôm đó trong khi ăn tối, Gian U nhìn thấy một cô bé đang nhảy múa. Ông không kiềm được mà nhớ về hình ảnh con gái của mình khi còn nhỏ. Gian U bước tới chào hỏi rồi cùng nhảy múa với cô bé. Ji Yang A không được đi du lịch hụt hẫng trở về nhà. Nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự chê bai của mẹ mình. Người chồng bất tài vô dụng thậm chí đã bỏ cô mà đi. Abdala nhận lệnh của Gian U đến chỗ thám tử lấy thông tin về con gái của ông. Anh cũng nhận được tin tức chồng của con gái Gian U đang ngoại tình. Thám tử đã sao lưu hết thông tin liên quan đến đối tượng ngoại tình vào thẻ nhớ. Nhưng Abdala không hề hứng thú với việc này, anh chỉ đến đây để làm cho xong chuyện mà thôi. Mà tình nhân của Ho Jim trùng hợp có cái tên giống vợ của mình. Hôm nay hai người đến hẹn hò tại một quán ăn sang trọng. Gian U lúc này đã nhận ra con gái của mình. Ông vô cùng thương xót con gái của người giàu như ông sao lại sống khổ thế. Không biết là xấu thật hay do cuộc sống đã khiến cô trở nên xấu xí như này. Bữa cơm bình thường của cả nhà vô cùng đạm bạc. Ăn thịt bò vụn thôi mà cũng khiến Ji Yang A vui mất mấy ngày. Trái ngược lại cảnh đó, chồng của cô đi hẹn hò với tình nhân ở một nhà hàng sang trọng. Hai người đó còn đút cho nhau ăn món bò bít tết đắt đỏ. Bị cắm sừng là thế nhưng Ji Yang A vẫn không biết gì mà một lòng đợi chồng về nhà. Bên này Ho Jim cùng tình nhân đến trung tâm thương mại. Quanh đây toàn là đồ hàng hiệu quý giá, nào là nước hoa, váy vóc, đồng hồ. Ji Yang B dẫn Ho Jim đến một sạp mỹ phẩm hàng hiệu. Tình nhân tùy ý nhấc lên một lọ kem dưỡng đã có giá cả triệu đồng. Ho Jim nhân cơ hội này nhặt gấp đôi lên để khiến Ji Yang B vui. Còn Ji Yang A vẫn ngây ngốc chờ đợi ở nhà mãi cho đến đêm mới chịu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Gian U tới ngân hàng Ho Jim làm việc chỉ đích danh yêu cầu gặp anh ta. Chuyện này khiến Ho Jim hơi hoang mang, cậu Ho Jim, tôi là bố vợ của cậu.
Gian U nói thẳng mình là người bố Ji Yang A chưa từng gặp mặt. Bao năm qua luôn khai thác dầu mỏ ở Ả Rập Saudi. Vì sợ con gái sẽ oán giận mình nên hy vọng Ho Jim có thể khen ngợi vài lời trước mặt cô. Tranh thủ tới vương quốc của tôi chơi sớm đi vương quốc ư, Ho Jim còn chưa kịp vui được một phút. Những lời tiếp theo của Gian U bỗng tát cho anh ta tỉnh rượu. Hóa ra con gái mà Gian U nhắc tới là trưởng nhóm sản xuất phim truyền hình. Suốt ngày tìm kiếm tác giả xuất sắc từ các kịch bản. Ho Jim nghe vậy thì ngây người, thấy Gian U càng miêu tả càng bất ổn. Ji Yang mà ông nhắc đến không phải Ji Yang nhà anh ta. Cuối cùng Gian U dội thẳng một quả bom vào mặt anh ta. Ji Yang trở thành đứa trẻ may mắn chính là đối tượng ngoại tình chứ không phải vợ anh ta. Ho Jim nghĩ bụng muốn thẳng thắn để được khoan hồng, nhưng lại không muốn cây dụng tiền vừa lấy được chưa kịp nóng tay đã biến mất. Trong lúc bối rối cuối cùng anh ta chọn cách im lặng. Gian U phất tay một cái đầu tư ngay 1,2 triệu đô vào ngân hàng, còn chỉ đích danh yêu cầu chuyển vào dưới tên Ho Jim. Niềm vui đến bất ngờ khiến người vốn là bao cát như Ho Jim bỗng thành người nổi tiếng toàn công ty. Giám đốc cũng coi anh ta là trên hết. Nhưng khi Ho Jim nói chuyện về tình hình gia đình với Gian U, anh ta mô tả người mẹ chu ngoa hà khắc lại còn quá quát của mình. Thành một bà mẹ chồng hiền từ lương thiện, thực tế bà ta là kẻ bài bạc suốt ngày. Chỉ biết đợi Ji Yang A tan làm về nhà nấu cơm, dù cháu gái bị đói cũng chỉ đành ăn mì tôm. Cô em chồng sống tầng dưới cũng thường mặt dày lên nhà vơ vét. Nghe nói con gái không có nhà mẹ đẻ lại phải sống với cả mẹ chồng lẫn em chồng. Gian U nghĩ thôi cũng biết hoàn cảnh của cô thế nào. Người ta thường nói không có chuyện tiền không giải quyết được. Gian U Ho Jim đi khắp các cửa hàng đồ hiệu để chọn quần áo cho con gái. Ngờ đâu một bộ đồ thôi đã hàng triệu won. Ho Jim kinh ngạc há hốc mồm, kết quả Gian U búng tay ra lệnh hễ xem qua bộ nào thì đóng gói mang đi hết. Đây mới là dáng vẻ cuộc sống nên có. Gian U dặn dò Ho Jim phải học làm quen với cuộc sống quý tộc, sau đó lại đưa anh ta đi thay đổi vẻ ngoài. Sau vài lần thử đủ mọi loại quần áo, cuối cùng lựa chọn một bộ vest phù hợp với khí chất trai đều của anh ta. Điều này khiến thám tử Han luôn bám đuôi họ ngây ngốc có nằm mơ anh ta cũng không ngờ. Gian U sẽ đối xử với thằng con rể ngoại tình tốt như vậy. Sau đó Gian U Ho Jim đến cửa hàng xe hơi, xe sang hay xe thể thao gì đó thích là mua liền hai con. Niềm khao khát cả đời khó với tới của rất nhiều người anh ta lại dễ dàng có được. Nhưng dù vậy, đối với Gian U có nhiều tiền đến đâu cũng không cách nào bù đắp được thiệt thòi suốt 35 năm của con gái. Ho Jim lập tức lộ nguyên hình đủ chứ còn hơn nữa, ấy trong mắt anh ta tiền là vạn năng. Có một ông bố giàu có nổi tiếng và có địa vị như vậy, còn chủ động đến tìm con gái, đúng là thần tài từ trên trời giáng xuống. Gian U rất hưởng thụ mấy lời anh ta nói. Abdallah đột nhiên nhớ đến những lời thám tử Han nói, đây chính là bằng chứng ngoại tình của con rể ông ấy. Anh ta còn có một người phụ nữ nữa. Dọc đường Ho Jim mừng đến mức vô thức nhếch môi. Anh ta cũng rất tự tin về chuyện Gian U nhờ vả gặp mặt con gái. Cuộc sống của cậu cũng thay đổi từ đây, con cũng rất muốn thay đổi. Đột nhiên điện thoại đổ chuông phá vỡ bầu không khí vốn đang vui vẻ. Ho Jim vừa nhìn thấy là Ji Yang A ở nhà thì như thể rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Gian U thấy là điện thoại của con gái gọi tới bèn ra hiệu cho anh mau nhận, ép cho Ho Jim chỉ đành miễn cưỡng nghe máy. Gian U tiện tay bật loa ngoài, tôi hỏi anh đang ở đâu thế, mau về thu dọn nhà cửa. Mẹ ơi là bố phải không, sự xuất hiện của đứa bé khiến anh ta suýt bị lộ thân phận. Anh ta nghĩ nát cả óc mới bịa ra được lý do, đó là giọng của AI thành công qua mặt được Gian U. Ho Jim cố nén nỗi bất an trong lòng thở dài thườn thượt. Về đến nhà anh ta bắt đầu quấn lấy Ji Yang A dò hỏi cô có khi nào bố cô vẫn còn sống không. Ji Yang A vừa nghe đã đoán ra anh thèm tiền đến phát điên, nhưng Ho Jim vẫn không chịu bỏ cuộc. Lại ảo tưởng liệu Gian U có khi nào lại thật sự là bố vợ mình không. Ji Yang A tức giận cứ tưởng mẹ chồng lại sinh sự suốt ngày chê bai cô mồ côi cả hai ông nói gà bà nói vịt. Ho Jim còn kiêu ngạo hét to không ngừng than thở hàng ngày mình làm việc vất vả đến mức nào. Thậm chí còn không biết xấu hổ mà đổ việc phải sống khốn khổ lên đầu Ji Yang A. Đêm khuya Ji Yang A khó khăn lắm mới có chút thời gian tiếp tục công việc viết lách mà mình yêu thích. Nhưng những lời chồng nói lại khiến cô không thể tĩnh tâm. Chỉ khi ở bên cạnh con gái mới có thể xoa dịu được đôi chút. Hôm sau Ho Jim muốn nói thẳng về chuyện bố vợ Gian U với Ji Yang B, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Ji Yang B tưởng anh muốn chia tay đi, thời gian này em chơi đùa cũng rất vui vẻ. Ji Yang B nói xong quay người đi chẳng chút lưu luyến. Thấy thế Ho Jim vội kéo cô ta lại kể lại chuyện bố cô ta hiểu nhầm mình là con rể, cũng như Gian U đang chờ gặp mặt cô ta ở nhà hàng đúng như sự thật. Ji Yang B lại nhấn mạnh rằng mình là con hoang còn chẳng biết bố đẻ là ai cho nên anh mới nói bố em đang tìm em đấy. Ji Yang B cứ tưởng anh ta đang nói đùa nên hoàn toàn không để bụng. Càng đừng nói là bá tước giàu có nào đó còn coi họ là một đôi. Nhưng khi Ho Jim nói ra kết quả xét nghiệm ADN gì cơ, Ji Yang B thoáng chốc không biết phải làm sao. Ho Jim càng lo sợ nhỡ Gian U phát hiện ra chuyện mình đã có gia đình. E rằng anh ta sẽ không thấy nổi mặt trời ngày mai, cả hai cùng rơi vào một mớ bòng bong đột nhiên xuất hiện. Sau bao nhiêu năm chịu đựng, hôm nay Ji Yang A bị đè nén đã lâu lần đầu tiên đến hộp đêm buông xóa. Ho Jim vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ này của cô. Anh có nằm mơ cũng không ngờ được vợ mình lại có một mặt này. Ai bảo phụ nữ không thể buông xõa ở bên ngoài vào ban đêm chứ, có phải anh tức muốn đăng xuất rồi không? Nhưng chính lần tùy hứng này lại khiến Ji Yang A xe mèn chui nhầm vào trong xe của Gian U.
Abdala vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra cô nhưng không lên tiếng. Thấy Hojim đuổi tới, anh ta vội đóng cửa xe lại che giấu. Nhưng khi Jan-woo hơi say ngồi xe về nhà thì lại phát hiện trong xe mình có một bà thím xe mềm. Với cái đùi thô to đeo tất kết hợp với quả đầu rũ rượi, tạo hình khó tả dọa cho Jan-woo nổi điên ngay lập tức. Chuyện gì đây hả, cô gái này không phù hợp đâu thưa bá tước. Câu trả lời lạc đề của Abdala khiến Jan-woo tức đến không biết phải nói gì. Nhưng Abdala lại bình tĩnh đến lạ, thuận tiện đẩy trách nhiệm đưa người lên xe cho Jan-woo. Anh ta còn dặn đi dặn lại ông ấy phải giữ phong độ lịch lãm, tôi hết chịu nổi rồi, ổn chết đi được. Jan-woo khăng khăng đòi ném Ji-yang-a xuống xe nhưng thái độ của Abdala khác hẳn ngày thường. Kiên quyết muốn đưa Ji-yang-a xe mềm đến đồn cảnh sát. Cuối cùng Jan-woo không thắng nổi, chỉ đành để mặc Abdala học làm việc thiện giống lôi phong. Ji-yang-a uống đến xe mềm cứ tưởng anh ta là người xấu, sợ hãi lăn lê bò toài liều mạng chạy trốn. Thấy trước mặt có một cái cây to, cô bỗng coi đó là đùi đàn ông rồi ôm chặt không buông. Tôi đã kết hôn rồi, cái cô đang ôm không phải là người đâu, là cái cây. Đó có lẽ do quan hệ máu mủ tình thân, Jan-woo không nhịn được bước tới đỡ Ji-yang-a dậy. Nào ngờ lúc bầu không khí đang tốt đẹp thì một giây sau đã. Cô em chồng vừa nói thèm sủi cảo, mẹ chồng đã bắt cô con dâu làm ngay. Ji-yang-a không có nhà mẹ đẻ chống lưng, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng. Mẹ chồng xúi con gái cứ về nhà mà chờ ăn, sẵn đến lúc làm việc thì lại thành trưởng quầy chỉ tay năm ngón. Mẹ chồng chẳng những không ra giúp đỡ còn luôn miệng canh cá chọn canh. Đến khi hấp xong sủi cảo, bà ta đã lăn kềnh ra ngủ từ lâu. Ji-yang-a đựng sủi cảo đã nấu xong mang cho em chồng. Cuối cùng đổi lại một hộp kim chi mà nhà cô ta không ăn. Cô ta còn không quên hẹn trước lần sau đổi sang vị kim chi. Ji-yang-a khổ mà không nói được, chỉ đành nén giận. Còn Ji-yang-b lúc này đang vui mừng cầm hoa trong tay đi nhận ông bố thần tài. Lần đầu hai bố con gặp mặt, Ji-yang-b tỏ ra hơi dè dặt nhưng lại lộ chút buồn bã. Từ nhỏ cô ta đã không biết bố mình là ai. Lúc này cô ta thật sự tưởng rằng Jan-woo ở trước mặt chính là bố đẻ của mình. Vốn luôn mong chờ tình yêu từ bố đã lâu nên giờ phút cô ta luôn vô thức gọi bố. Jan-woo thấy không quen lắm nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại. Tuy nhiên bầu không khí vốn hòa hợp lại suýt tan tành khi nhắc tới con rể. Khi Jan-woo lấy bức ảnh ra, Ji-yang-b nhận ra người phụ nữ bế đứa bé trong ảnh vốn không phải là mẹ mình, mà người mẹ đã khuất của đứa bé mà Jan-woo nói cũng không hề khớp với bà mẹ đang nằm viện của cô ta. Ji-yang-b hoàn toàn hoảng sợ. Jan-woo hỏi về người bố mà mẹ cô ta nói tới. Cô ta cũng từng rất muốn biết, chỉ là người mẹ điên dại quanh năm cung cấp được ít thông tin cho cô ta. Bà ấy nói bố cao và rất giàu có, giàu có ư, cô ta lộ tẩy hoàn toàn chỉ với một câu nói. Bởi ngay trước Jan-woo chỉ là cậu thanh niên nghèo dưới đáy xã hội. Và mẹ của Ji-yang chính là mối tình đầu mà đời này ông không bao giờ quên được. Ji-yang-b trở về nhà bắt đầu ra sức bới tìm ảnh mình hồi nhỏ. Nhưng dù thế nào cũng không khớp hiện thực, khiến cô ta rơi từ thiên đường xuống đáy vực trong chốc lát. Giấc mơ đẹp nhấp nhô như tàu lượn siêu tốc nhưng sự thật đã rành rành trước mặt. Ở một diễn biến khác, trinh thám càng nghĩ càng chẳng hiểu gì. Tại sao người phụ nữ ngoại tình nay lại lái xe thể thao, còn con gái ruột lại trở thành bà thím đau khổ? Sau khi điều tra, ông ta phát hiện hóa ra đã có người động chạm đến tài liệu ông đưa cho Abdala. Trinh thám hết hồn, không ngờ là trợ lý Mi Hoa lộn tài liệu giữa hai người, nhận thức được sai lầm cô lập tức quỳ xuống xin tha. Jan-woo đã sinh nghi quyết định sẽ tự đến điều tra cô nhi viện Ji-yang sống từ nhỏ. Cùng lúc đó, Ji-yang-b nhận được một cuộc gọi thần bí, kẻ đứng sau gây nên câu chuyện nhầm con gái xuất hiện. Tất nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Cô gái này vốn là gián điệp hacker hàng đầu của Ả Rập Sa Đì, còn trợ lý chỉ là thân phận để che mắt người khác. Giờ cô ta muốn hợp tác với Ji-yang-b để vơ vét được nhiều tiền hơn. Nhưng bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân và quá coi thường Jan-woo. Một chiến sĩ tìm được dầu mỏ bằng cả mạng sống giữa sa mạc rộng lớn, thậm chí còn là một sự tồn tại như thần thánh trong mạng lưới tình báo quốc tế, thì sao có thể là người bọn họ suy đoán dễ dàng được chứ? Vào đầu những năm 80 từng xảy ra vụ án trong công nhân Triều Tiên chấn động thế giới. Lúc đó lũ cướp đã hóa vàng sạch con tin, duy chỉ có thi thể của một người chưa được tìm thấy, người này chính là Jan-woo. Hiện tại ông được quốc vương Ả Rập Sa Đi quý trọng nhờ sự dũng cảm phi thường. Sau đó còn nhận được tước vị và lãnh địa. Mặc dù quốc vương đã nghĩ mọi cách để giữ ông ở lại nhưng trong lòng ông vẫn luôn có một nỗi niềm nào đó. Ông mặc cho Hojim và cô con gái giả diễn kịch trước mặt mình, để câu được con cá lớn đứng sau và kẻ phản bội. Khi Ji-yang-b đang hài lòng với tính toán của mình, đột nhiên một đám người áo đen không rõ lai lịch xuất hiện hóa vàng cô ta. May có Jan-woo kịp thời ra mặt, cô ta mới thoát nạn, ai ngờ ý đồ của ông là bảo vệ con gái ruột. Bởi chính khách của Ả Rập Sa Đì kiêng dè đống tài sản nghìn tỷ của ông đã lâu. Để đề phòng bất chắc, Ji-yang-b muốn quyến rũ Hojim rồi phim giả tình thật ngủ lại đây đi. Mà ở một bên khác, Ji-yang-a vẫn đang cầm hai chiếc chân gà lên ăn và uống bia. Abdala bảo vệ an toàn cho cô, từ xa nhìn cô công chúa ngốc nghếch này, ánh mắt anh trở nên vô cùng nồng nhiệt. Nhưng một giây sau, Ji-yang-b vô cùng cô ăn uống no say xong mới nhớ ra mình quên mang ví. Abdala thở dài chạy tới giải vây, anh ta cũng ngồi xuống giả vờ muốn ăn mì. Ji-yang thấy Abdala thì như thấy cứu tinh, cô ập ở hồi lâu cứ muốn nói lại thôi. Abdala thấy vậy chỉ đành tìm một cái cớ để cô giúp mình, rồi chủ động cho cô tiền bo. Ji-yang-a cảm động rối rít cảm ơn. Bên này Hojim đắn đo hồi lâu cuối cùng lấy lý do con ốm thành công thoát khỏi thế giằng co với nữ thần.
anh ta hoàn toàn trở nên hoang mang. Ji Yang A về nhà phát hiện Abdallah đi theo mình mãi. Dù cô từ chối khéo kiểu gì anh ta cũng cố chấp giả vờ không hiểu. Nhìn kỹ đi, tôi có chồng rồi, chỉ cần cô đi bước nào anh ta theo bước đó. Thấy Ho Jim lén lút ở gần đó, Abdallah mới vỗ nhẹ vai Ji Yang tạm biệt rồi yên tâm rời đi. Hôm sau, Ji Yang B không cam lòng lại hẹn gặp Ho Jim lần nữa, còn cố ý đợi trên đường Ji Yang về nhà. Khi thấy mục tiêu xuất hiện trước mặt, cô ta lập tức đứng dậy ôm lấy Ho Jim bắt đầu hôn. Nhưng Ho Jim chỉ muốn hẹn hò chứ không muốn phát sinh sập sình với cô ta. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ rơi gia đình, anh ấy sẽ ly hôn, ai nói anh muốn ly hôn chứ. Ho Jim thấy Abdallah chỉ đành nói thật, bản thân vốn chẳng phải con rể gì, bây giờ anh ta chỉ mong được Ji Yang tha thứ mà thôi. Nhưng dù anh ta giải thích là để phát triển công việc, Ji Yang A đang sôi máu cũng nào có lòng dạ nghe anh ta nói nhảm. Cô cố gắng đè nén nỗi tê tái trong lòng, bình tĩnh vào nhà. Ho Jim ngây người vì đây là lần đầu anh ta thấy Ji Yang A khóc đau đớn như vậy. Nhưng nhìn bóng lưng nức nở bất lực của cô, anh ta chỉ có thể chìm trong sự tự trách mà chẳng làm được gì. Ji Yang B về tới nhà bắt đầu suy đi nghĩ lại về thời điểm Ji Yang A xuất hiện lẫn thế lực phía sau Gian U. Và cả việc vợ của Ho Jim cũng tên là Ji Yang. Một giả thiết bất an bỗng hiện lên trong đầu cô ta. Thế là cô ta vừa gọi cho Mi Hoa đáp án đúng như cô ta nghĩ, hóa ra con rể là thật còn cô ta mới là giả. Cô ta rất không cam lòng, sao một bà thím bị mọi người khinh rẻ lại là thiên kim tài phiệt hàng thật giá thật được chứ. Cùng lúc đó Gian U cũng ngả bài với Abdallah, cậu là kẻ thù của tôi sao, sếp là bạn của bố tôi và tôi rất ngưỡng mộ ngài. Gian U đưa ra cảnh cáo cuối cùng, chính vì là con của bạn nên đây là cơ hội cuối cùng của anh ta. Sáng sớm hôm sau, Ji Yang A gắng bình tĩnh lại để ngồi nói chuyện với Ho Jim. Nếu người ngoài kia là tình yêu đích thực của anh ta thì cô đồng ý ly hôn. Ho Jim hoảng hốt phủ nhận ngay, Ji Yang A cũng đổi chiêu. Chỉ cần anh ta trả lời đúng sự thật, cô sẽ thích sự giận dữ và nắm đấm rồi vờ như không có việc gì mà tha cho anh ta. Ho Jim chắc chắn cô sẽ không nổi cáo, mới ậm ờ dù gì nói hết mọi chuyện. Nhưng mới nhắc tới hai chữ ngoại tình, Ji Yang A đã mất khống chế. Ho Jim biết mình đuối lý nên không dám đánh trả. Mặc cho Ji Yang A đuổi oánh từ phòng khách tới phòng ngủ, giờ anh ta chỉ mong vợ mình có thể nhanh hết giận. Ngày hôm sau, Gian U đến tìm Trinh Thám muốn tính sổ và tra ra kẻ đứng đằng sau. Trinh Thám lấy một bản tài liệu đưa cho ông, không ngờ trên đó là Cục Tình báo Quốc gia. Ông ta khai rõ thân phận thật của mình, đồng thời nói ra tên họ thật của bá tước khi ở Triều Tiên. Cục Tình báo cũng sẽ âm thầm giúp đỡ Gian U về vướng mắc giữa ông và Ả Rập Saudi. Gian U mở túi tài liệu mật, bên trong là toàn bộ thông tin về bản thân, một bản báo cáo xét nghiệm ADN và cả ảnh con gái ruột của ông. Ông trông thấy là bà thím say rượu thì phút chốc ngưng cười, không chắc chắn là có nhầm lẫn. Hôm sau, Ji Yang A lâu lắm rồi mới trang điểm chuẩn bị chiến đấu. Nhưng người đã tới tuổi trung niên lại phải chịu bao giày vò của hôn nhân, so sánh được với nữ nhân viên văn phòng kiêu ngạo. Cô sải bước vào tòa nhà, mọi phẫn nộ giờ đây đều tích tụ hết ở lòng bàn tay. Ji Yang B thấy cô thì bình tĩnh lạ thường. Nhưng một giây sau, sự tự tin tuyệt đối và vẻ bất cần của cô ta đã đè bẹp Ji Yang đang bừng bừng lửa giận. Trong cuộc xô xát của hai người phụ nữ, ai để ý hơn thì người đó sẽ bị tổn thương. Sau khi Ji Yang A đi khỏi, Ji Yang B nở nụ cười sâu xa. Ji Yang A ra khỏi cửa vịn vào lan can mãi chẳng thể bình tĩnh lại. Ji Yang B lại gọi điện cho Ho Jim. Ji Yang A chẳng có nhà mẹ để về lại, quay lại cô nhi viện cô từng sống. Nhưng nhà ruột lại gặp mưa cả đêm, ngay cả đôi giày cũ đã đi 10 năm cũng phản chủ. Ho Jim nhận được lời hẹn của nữ thần trông rất hồi hộp, nhưng có vẻ đối phương lại rất bình tĩnh. Vì con tim loạn nhịp nhất thời nên anh ta từng say mê nữ thần nhưng chưa từng nghĩ sẽ tổn thương vợ mình. Thay vì nói là không muốn mẹ của con mình đau lòng, thì thực tế là trải qua bao ngày kết hôn giả và ở chung, anh ta mới phát hiện thói quen sống lẫn tính cách và giá trị cuộc đời của họ không có bất kỳ điểm chung nào. Đến lúc này anh ta mới phát hiện mình mắc nợ Ji Yang A và quyết tâm nói hết tất cả với Gian U. Được rồi, cứ làm thế đi, gì cơ, khi cô ta biết mình không phải hàng thật thì anh ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Gian U đích thân tới cô nhi viện tìm hiểu về con gái, không ngờ lại hay tin con gái từ nhỏ đã mong ngóng bố. Lúc các cô nhi khác đều nhận định mình không có bố mẹ, chỉ có bé Ji Yang cứng đầu tin rằng bố sẽ tìm được mình vào một ngày nào đó. Thế nên chập tối nào cũng ngồi đợi dưới cây suốt 10 năm dòng, ông nghe xong thương con vô cùng. Nhưng viện trưởng còn chưa nói hết thì cái tên đáng chết này, cái thứ cẩu nhà mày, thì đã nghe thấy Ji Yang A oang oang chửi cái cây. Thấy một người phụ nữ đanh đá đang chửi đồng, Gian U cho mày đang không hiểu chuyện gì. Thì viện trưởng lại bồi thêm vào, nếu hỏi ai nói bậy và đánh nhau giỏi nhất cô nhi viện Ji Yang A thứ hai, không ai dám nhận chủ nhật, xả giận xong. Ji Yang A cô đơn ngồi dưới tán cây theo thói quen. Gian U nhìn con gái từ xa tuy chưa chấp nhận hẳn nhưng lại chẳng chống lại được sức hút của tình thân máu mủ. Ông cố ra vẻ bình tĩnh rồi đi ra sau lưng con gái danh mãnh bứt một sợi tóc của cô. Lần này ông muốn tự mình xác nhận con gái ông cố ý trêu chọc khi thấy Ji Yang A đi giày cũ, cháu đi giày gãy gót tới chơi à? Ji Yang A nhìn rồi ngượng ngùng thu chân lại. Cuối cùng cô cũng đợi được bố ruột sau bao năm xa cách, chỉ là giờ đây cô vẫn chẳng hay biết gì. Lời cổ vũ của Gian U nói trúng nỗi lòng của Ji Yang A. Sống trên đời thế nào cũng phải trải qua thăng trầm, có ngọt bùi cũng sẽ có đắng cay. Thực ra ai cũng như vậy cả thôi, cô ngẩng đầu lên cố ngăn nước mắt rơi xuống.
Gian U nhìn mà xót, ông mời Ji Yang A cùng rời đi nhưng bị cô từ chối. Lúc chuẩn bị đi, ông lại quay lại chỗ con gái ông, cởi giày để lại cho con, còn mình thì đi chân đất rời đi. Chú không mắc bệnh nấm chân gì đó chú không nhé? Ho Jin đuổi theo Ji Yang A tới cô nhi viện, dẫu rất thắc mắc khi thấy cô đi một đôi giày đàn ông. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ở cạnh cô. Ji Yang B bắt đầu bước hành động tiếp theo. Cô ta chủ động nói thật với Gian U mình không phải con gái ông. Cả hai bên đều hiểu rõ, thấy ông cười lạnh không phản ứng gì, cô ta lại thăm dò tiếp. Cô ta nói rằng chặt đứt mối quan hệ không cần thiết mới là thượng sách. Không ngờ hành động vô thức của ông lại khiến cô ta ảo tưởng là chuyện tốt sao. Hôm sau Gian U có được kết quả đối chiếu DNA với Ji Yang A. Chắc chắn cô chính là con gái ruột của mình. Ông nổi cơn tam bành ngay lập tức vì bị con rể thật đùa bỡn nhiều ngày. Ông đến thẳng ngân hàng Ho Jim làm việc khiến anh ta sợ đến không dám thở mạnh, rất vui được gặp cậu con rể à. Không ngờ Gian U túm Ho Jim ra ngoài như dắt chó, dù anh ta giở trò khôn vật thoát được khỏi tay ông thì cuối cùng cũng không thoát được chân ông. Ho Jim bị xách lên xe trong trạng thái vẫn chưa hiểu mô tê gì. Cơ mà lúc này Gian U đã nổi lên ý muốn hóa vàng người, thề phải lấp sống tên cặn bã này cho con gái. Hôm nay hai ta chỉ một người có thể sống thôi thằng tồi. Ho Jim sợ hãi cầm chặt dây an toàn không buông, còn miệng thì liên tục xin lỗi chuyện mình là con rể già. Chính vì cậu là con rể tôi nên mới như vậy đấy. Gian U cũng sắp nổ tung rồi, thứ cặn bã Ho Jim sợ hãi liên tục xin lỗi. Thừa nhận mình luôn giả vờ là con rể nhằm để lấy thành tích và không bị đuổi việc. Nhưng anh ta càng như vậy thì ông càng không chỉ tức vì chuyện đó. Vợ cậu là con gái tôi đó, cái thằng ngu này tôi rất xin lỗi. Ji Yang A đổi tính cam chịu. Ngay trước khi mẹ chồng quen thói ngồi trước mặt cô kêu buổi tối muốn thịt nướng, cô lại cố ý nói tới chuyện chồng bạn mình ngoại tình. Mỉa mai bà ta rõ ràng biết hết nhưng lại vờ như không biết, sai khiến cô làm việc nhà rồi còn đòi ăn thịt nướng. Con bé này mẹ chồng tiếp tục vờ vịt theo, cố ý nói ra hai cái tên người để thăm dò. Chẳng ngờ tới cô nói toẹt ra tên của người bạn đó là Mu Jim gì cơ. Cái tên buồn cười quá, ai lại đặt tên vậy? Ji Yang A bị tổn thương đột nhiên như trở thành một người khác. Mẹ chồng lúc này như ngồi trên đống than nghe những lời vàng ngọc mà con dâu không ngừng thốt ra. Nào là tiền bồi thường, nào là tội thông dâm, nghe xong bà ta đờ đẫn cả người, chỉ đành tức tối chuồn đi mất. Ngay sau đó Ji Yang A nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cô vội vàng chạy ra ngoài thậm chí quên cả đi giày. Hình ảnh ngày bé hiện lên trong đầu một lần nữa vì cũng là điện thoại bệnh viện gọi tới. Đó là nỗi đau mãi ẩn sâu trong lòng cô. Sau cuộc gọi đó mẹ chẳng bao giờ trở lại bên cạnh cô nữa. Cô bất lực chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót. Nay lần nữa gặp phải tình huống tương tự, Ji Yang A vô thức nắm chặt hai tay, chỉ mong sao chồng được bình an tại bệnh viện. Ho Jim hôn mê cười thành tiếng, vừa xoay người sang thì mặt đối mặt với Gian U. Cậu vẫn không thở được sao Ho Jim, tôi không thể chịu nổi luôn ấy. Vừa đến bệnh viện đập vào mắt Ji Yang A là một cảnh tượng khó đỡ. Cô ấy không rõ mô tê gì còn tưởng Ho Jim đang bị người ta bắt nạt. Vợ ơi sao bây giờ, em mới đến em không biết anh sợ như thế nào đâu. Ji Yang A nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy vẻ mặt của Gian U rất giận dữ, Ho Jim lắp bắp muốn nói ra sự thật. Bố của em cái ông này, ông bị điên sao? Gian U ngay lập tức kẹp cổ Ho Jim một mực không chịu thả anh ta ra. Abdallah đứng bên cạnh cản Ji Yang A lại, để cô ấy không làm phiền đến câu chuyện của Ho Jim và Gian U. Nhưng Gian U nhất quyết tạm thời không để Ji Yang A biết sự thật được. Thế là ông đe dọa nếu Ho Jim nói ra sự thật nhất định sẽ không nương tay. Sau trận chiến đó, Ji Yang A nhất định vụ va chạm và hành động đi đường quyền đó là do Gian U gây ra. Để thu thập bằng chứng sau này sử dụng, cô đã xin số điện thoại để liên hệ với Gian U. Sau khi các thủ tục được hoàn thành, Ji Yang A lập tức đưa Ho Jim đi về nhà. Gian U vô cùng hài lòng với đứa con gái này vì ông ấy vốn cho rằng con gái mình là một kẻ ngốc. Không ngờ rằng cô lại thông minh như vậy. Ho Jim đi phía sau Ji Yang A lòng ngập tràn hạnh phúc. Nằm mơ cũng không nghĩ rằng người vợ trước mặt mình lại là con gái của Gian U. Nhưng khi nghĩ lại cách hai người đó quánh giống hệt nhau, anh ta không nhịn được mà run lên vì sợ hãi. Sau khi trở về nhà, Ho Jim bắt đầu sử dụng khổ nhục kế. Anh ta dựng lều ở phía trước cửa để nằm rồi quay mặt hướng vào trong nhà. Cảnh Ji Yang A dọn dẹp nhà cửa dường như đang hiện ra trước mắt anh ta. Ông ta tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp của vợ con rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mẹ chồng bắt đầu không ngừng trách mắng, trách con dâu để chồng ngủ ngoài trời trong khi vừa bị va chạm ô tô. Ji Yang A thẳng thắn đáp trả khiến mẹ chồng không thể trả lời lại được. Ho Jim cho rằng lần này chắc có thể làm hòa nhưng không ngờ mẹ anh ta lại lên tiếng thay. Ji Yang A không chần chừ đáp trả lại, đứa con trai của mẹ sau này sẽ ở nhà của mẹ được chưa ạ? Ji Yang A chẳng muốn nói nữa mà đi thẳng về phòng, không ngờ sau đó hai mẹ con Ho Jim lại cãi nhau. Một người than trách vì xấu hổ, một người thì giải thích đó là kế hoạch của mình. Ji Yang A nghe tiếng cười của con gái ở bên ngoài cửa sổ. Hình ảnh ấm áp của hai cha con đã trở thành vũ khí buộc cô ấy phải thỏa hiệp có. Lẽ đây cũng chính là lựa chọn khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt khi hôn nhân không hạnh phúc. Đáng tiếc rằng không có cách nào để bản thân không bị tổn thương cả. Rất nhanh Abdallah đã thay mặt Gian U đến tìm gặp Ji Yang A với lý do lấy lại đôi giày ra. Bảo Ji Yang A đích thân đến cửa hàng để trả và gửi lời cảm ơn. Khoảnh khắc cô bé lọ lem bước vào trong cung điện bánh răng, số phận cũng bắt đầu chuyển động viết lại câu chuyện cuộc đời cô.
trên bàn bày toàn là đồ ăn ngon dành cho cô ấy. Nhưng chuyến đi này của cô chỉ có hai mục đích, một là trả giày lại cho Gian U, hai là trả lại tiền viện phí. Tuy nhiên Gian U lại ngồi xăm soi ngũ quan của cô rồi phân tích. Nhìn kỹ thì cô cũng không già như vậy đâu, đặc biệt là mắt mũi và miệng trông cũng khá ổn đấy. Gian U cố gắng tìm ra điểm nào đó đẹp trên mặt cô để khen. Ji Yang A lại hiểu nhầm rằng ông ấy đang bao biện cho lỗi sai của con gái mình. Con gái ông với chồng của tôi có quan hệ bất chính, ông đang muốn tôi nhắm mắt cho qua đúng không? Cô xem tôi là cái gì chứ không phải như vậy đâu. Hai người càng nói càng đi xa, cuộc nói chuyện hoàn toàn lệch khỏi tiết tấu vốn có. Nhân cơ hội này Gian U thăm dò con gái có bị say máy bay hay không. Nào ngờ từ trước tới nay Ji Yang A chưa được đi máy bay lần nào. Gian U tiếp tục thăm dò xem cô ấy có hộ chiếu không. Nhưng Ji Yang A lại cho rằng ông ấy đang coi thường cô. Gian U muốn giải thích nhưng càng giải thích càng thấy sai. Hai ngón tay ông cứ đưa qua đưa lại khiến Ji Yang A bực bội. Ôi hai cái ngón tay này. Cô bé nhìn bố mẹ các bạn thi nhau đến đón con về nhà. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô bé, thân hình nhỏ bé đó chỉ có thể lấy cặp che đầu. Cô bé đã quá quen với việc chạy dưới mưa như này từ lâu rồi. 30 năm sau cảnh tượng đó lại tái diễn sau phút rối bời Ji Yang A lần nữa chạy vào trong làn mưa. Chỉ có điều lần này một chiếc ô bỗng nhiên xuất hiện che chắn cho cô. Bánh răng số phận cuối cùng đã bắt đầu nghiêng về phía cô hơn. Cô không hề biết rằng người mở ra vòng quay may mắn cho cô chính là người bố mà cô đã tìm kiếm 35 năm nay. Gian U lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ nhận lại con gái vô cùng hoành tráng. Ho Jim sẽ thông đồng với con gái dùng mọi cách đưa Ji Yang A ra ngoài. Sau đó anh ta bí mật theo dõi hành trình của bọn họ. Gian U nói thế giờ các bước cụ thể nên làm thế nào đây? Ho Jim hy vọng Ji Yang A có thể gặp được toàn đèn xanh. Bởi vì cuộc sống của cô ấy từ trước đến nay chưa từng được thuận lợi. Nên hy vọng trong tương lai cuộc sống của cô ấy có thể thuận lợi hơn. Khi Ji Yang A đưa con gái lên xe buýt, những đoạn đường này thường rất tắc, hôm nay lại vô cùng thông thoáng. Gian U đưa Ho Jim đi chọn áo quần cho Ji Yang A lại. Không ngờ rằng tuy là một người chồng nhưng anh ta không hề biết vợ mình thích cái gì. Thậm chí còn chưa bao giờ thấy cô ấy mua quần áo. Bình thường khi ở nhà lúc nào cô ấy cũng lôi thôi lết thếch. Gian U giận dữ đến mức muốn hóa vàng anh ta ngay lập tức. Thế là ông đã quyết định sẽ mua toàn bộ quần áo ở cửa hàng. Sau đó giảm giá 90% tất cả, đợi Ji Yang A đến tùy ý lựa chọn, Ho Jim kinh ngạc đến mức không thốt lên lời. Quả nhiên khi Ji Yang A nhìn thấy bảng giảm giá thì nhanh chóng vào cửa hàng để thử. Nhưng Ho Jim khẳng định cô ấy là một người keo kiệt nên chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra mua. Ví tiền của bà cô đó sẽ không dễ dàng mở ra đâu. Trước khi cô chủ trở thành một bà cô thì cô ấy cũng là một người phụ nữ. Lời nói của Abdallah khiến Ho Jim không thể phản bác. Anh ta thậm chí đã quên mất rằng trước đây vợ mình cũng đã từng là một cô gái yêu cái đẹp. Gian U đề nghị tặng cho cô ấy một bó hoa phong cách thiếu nữ. Để Ji Yang A được nở mày nở mặt ở trước mặt người khác. Gian U căng thẳng quan sát phản ứng của Ji Yang A khi nhận hoa. Lại không ngờ rằng Ho Jim nhanh chân đến trước thừa cơ lấy lòng vợ cô. Con gái còn tuyệt vời hơn, giục bố mẹ mau cùng nhau đi chơi. Ho Jim thừa thắng xông lên ôm lấy Ji Yang A đang tức giận, chân thành xin lỗi. Mỗi lần tôi thấy thằng nhóc đó tôi lại bực mình. Ji Yang A mềm lòng cuối cùng cũng đã nhận hoa Ho Jim tặng cho. Ji Yang B bên này vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, cô ta tìm cơ hội tiếp cận Gian U. Đương nhiên Gian U sẽ không từ chối. Abdallah thực sự không nhìn nổi nữa nên có lòng nhắc nhở ông. Vài ngày trước cô ấy còn là con gái của ông đấy, nhưng kể từ bây giờ trở đi thì không phải nữa rồi. Trong lúc hai vợ chồng dùng bữa tối phục vụ liên tục dành cho họ bất ngờ. Đầu tiên là lên sai món, sau đó được đền bù bằng một món đĩa đồ ngọt. Ji Yang A nghe vậy thì phấn khích như một đứa trẻ vội vàng ăn một miếng liền, em có thích ăn món này không? Tất nhiên rồi, chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng thích cả. Ho Jim có chút hụt hẫng, thậm chí ngay cả Ji Yang A cũng đã quên mất bản thân cô cũng từng thích ăn đồ ngọt. Nhìn Ji Yang A, trong lòng Ho Jim bỗng dâng lên sự chua xót. Lúc sau anh ta tranh thủ ra ngoài báo cáo tình hình với Gian U. Nhưng lại bị Ji Yang A hiểu lầm rằng anh lại liên hệ với Ji Yang B. Ho Jim cố gắng giải thích nhưng càng giải thích càng sai. Việc ngoại tình trước đó khiến Ji Yang A vốn không thể tin tưởng anh ta. Cuối cùng Ji Yang A đưa ra kết luận đúng là hết thuốc chữa. Gian U biết Ho Jim bị mắng thì vui mừng đến mức chủ động ôm chầm lấy Ji Yang B. Rồi lên kế hoạch cho bước phát triển tiếp theo của hai người. Có người phụ nữ nào lại không bị sự quyến rũ của người đàn ông thành đạt thu hút chứ? Khi Ji Yang A đang phân vân bản thân có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, thì ở nhà cô đã chất đầy biết bao đồ quý giá, nào là đồ trang trí được đúc bằng vàng nguyên chất, nào là một chiếc xe sang không biết của hãng nào. Số đồ này nhiều đến mức thu hút toàn bộ hàng xóm xung quanh đến vây kín lại để xem. Mẹ chồng và em chồng thấy cảnh này thì đơ luôn. Từ trên trời rớt xuống một ông bố giàu có, cả sân nhà được lấp đầy bằng xe sang và các món đồ quý giá. Nhưng khi Gian U kích động nói tôi chính là bố ông, đang làm cái gì ở đây vậy, không được đâu vợ ơi. Rõ ràng bố tình nhân của chồng thế mà giờ lại đến nhận mình là con gái. Nhất thời Ji Yang A không thể chấp nhận được. Nhận thấy tình thế không ổn, Ho Jim định thừa cơ bỏ chạy, vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Anh lên tầng trước, anh đứng lại đó. Nghe vậy Ho Jim chỉ có thể miễn cưỡng ở lại. Ji Yang A bắt đầu tra hỏi, đột nhiên Gian U xuất hiện sau 35 năm.
Điều duy nhất cô ấy có thể nghĩ đến là hoặc là ông đang cần một quả tim hoặc là ông đang cần một lá gan. Không thì là tủy hay thận gì đó. Con không thấy bố rất khỏe mạnh sao, vậy thì tại sao ông đang là bố của cô ta bây giờ lại trở thành bố của tôi? Gian U giận dữ chỉ thẳng mặt Ho Jim tố cáo anh ta và Ji Yang Bae giả làm vợ chồng để lừa ông. Không đợi Ji Yang A phản ứng, hai người bọn họ cứ liên tục đổ lỗi cho nhau. Im hết đi, Ji Yang A giả vờ bình tĩnh đứng dậy ra lệnh đuổi khách với Gian U. Nhìn sang Ho Jim, cô càng tức giận hơn, em bảo anh đi ra ngoài nhanh lên, anh đang ra ngoài đây. Vừa mới bước ra ngoài, Gian U đã bị mẹ và em chồng của Ji Yang A chặn lại. Có nằm mơ họ cũng không ngờ thông gia của mình là người giàu cả, hai mặt dày nịnh bợ một cách trơ trẽn. Gian U đành phải làm trái lương tâm khen ngợi bọn họ rất xinh đẹp và giàu tình cảm. Nói xong đến bản thân ông cũng cảm thấy rất buồn nôn. Mẹ chồng thậm chí còn đẩy con trai về phía Gian U để hai người có thể bồi đắp tình cảm. Ngày thứ hai, Gian U và Abdallah bàn cách để Ji Yang A về nước thì bị Ho Jim ở bên ngoài nghe được. Hóa ra mục đích Gian U nhận lại con gái mình là để giúp mình bảo vệ tài sản. Vì vậy cho dù phải bắt cóc cô đưa về, ông cũng sẽ làm bằng không, tất cả mọi thứ của ông sẽ biến thành cát bụi. Sau khi biết được sự thật, Ho Jim lập tức đứng ra đối chất với Gian U. Anh ta biết Ji Yang A khổ sở chờ đợi bố mình bao nhiêu năm nay, khó khăn đến mức nào. Vô số buổi chiều cô độc cô một mình ngồi trên gốc cây bên đường đợi chờ. Gian U cố giấu nỗi chua xót, giả vờ cứng miệng khiến Ho Jim không kiềm chế được cơn giận dữ. Thành công của ông hiện tại đã được xây dựng bởi tuổi thơ bất hạnh của Ji Yang A. Sự ra đi cô độc của mẹ đã khiến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Thậm chí bây giờ phải gặp một kẻ cặn bã như anh ta, trải qua cuộc sống khổ sở vô cùng. Gian U không nghe nổi nữa, thế nhưng Ho Jim vẫn tiếp tục truy hỏi. Nếu ông bắt cô ấy đi thì ông có sống với cô ấy suốt cuộc đời này không? Gian U ngầm thừa nhận phỏng đoán của Ho Jim đến cùng cũng chỉ là ném cho Ji Yang A một khoản tiền. Rồi sau đó tiếp tục vứt bỏ cô ấy một lần nữa. Nhưng Gian U tự tin rằng bản thân có thể cho con gái bất kể thứ gì. Còn tên chồng ngoại tình như anh chỉ vì một vài đồng tiền lẻ, lại giả vờ làm chồng của một người phụ nữ khác thì có tư cách gì để nói ông? Hai người liên tục bới móc nhau không thương tiếc, cả hai người đều không có tư cách để chịu trách nhiệm. Hai người đều vì tiền mà bỏ vợ con của mình. Lời của Abdallah làm cho cả hai người câm nín, nhưng có vẻ như những điều anh ấy nói đều có lý. Ý của cậu là gì hả? Vậy cậu chịu trách nhiệm sao hả? Không cần cậu lo nhé, tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy để chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ bảo vệ không để cô ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, Ho Jim hứa xong lập tức quay lưng rời đi. Gian U rất ngạc nhiên trước hành động này của anh ta. Lúc này ông đột nhiên không đứng vững nữa. Trong lúc hốt hoảng phát hiện không thấy cái ba tong của mình đâu. Lãng tử quay đầu, Ho Jim bây giờ vô cùng thương xót cho vợ của mình. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Ji Yang A thức suốt một đêm, ngồi xem lại những bức thư mình và mẹ gửi đi lúc còn nhỏ. Hình ảnh hai mẹ con nương tựa vào nhau tưởng chừng như chỉ mới hôm qua. Từng con tem được dán cẩn thận đều là sự mong mỏi của cô và mẹ đối với bố. Chỉ tiếc rằng người si tình ấy đã không còn nữa rồi, mẹ à, bố quay trở về rồi. Cô con dâu thường bị ăn hiếp đột nhiên trở thành thiên kim, cô em chồng bắt đầu thay đổi thái độ ra sức nịnh hót cô. Đến đổ rác cũng dành, vì sợ chị dâu mệt, mẹ chồng nghe tiếng động cũng ra ngoài hùa với con gái. Nói bóng nói gió để hỏi Gian U đang làm cái gì. Ji Yang A không thèm quan tâm bọn họ mà xoay lưng rời đi. Đi đường cẩn thận đấy, mẹ sẽ làm bữa tối thật ngon để đợi con nhé. Ji Yang A vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng đã bị Abdallah đi đến cản đường. Anh ta kể cho cô nghe hoàn cảnh hiện giờ của Gian U. Đúng, Gian U có khối tài sản lớn khó mà tưởng tượng được. Nhưng cũng có rất nhiều người muốn lật đổ ông để cướp đi tất cả. Sự xuất hiện của người nhà trong lúc này khiến cho ông lại cần phải bảo vệ thêm một người. Nhưng cho dù Abdallah cố gắng thuyết phục thế nào, Ji Yang A cũng không thể dễ dàng tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Là con gái của Gian U nên dù đi đến đâu thì xung quanh cô cũng có vệ sĩ theo sát. Điều này cũng làm Ji Yang A rất bực mình. Không đợi cô ấy ngồi xuống, Gian U đã gọi điện thoại đến muốn cô mang chiếc ba tong ở nhà cô đến cho ông. Nhưng Gian U càng tỏ ra yêu quý nó thì Ji Yang A lại càng muốn làm khó ông. Thế là hai người nóng nảy giống hệt nhau bắt đầu cãi cọ qua điện thoại. Con là cái đồ cây ven đường. Gian U bị Ji Yang A chọc cho điên tiết, hai người đã hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Gian U đứng hình khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ Ji Yang A từ cô. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày ấy bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ bồng bột. Gian U như được trở về trước đây, vợ à, ông làm cái gì vậy hả? Bố cũng bối rối lắm vừa về đến nhà. Những món đồ trên hóa đơn đã la liệt khắp sân, mẹ chồng và em chồng vui đến mức cười không ngậm được mồm. Ji Yang A bình tĩnh trả lời, đây chính là của hồi môn trước kia cô chưa lấy được cho nên mẹ à. Sau này mẹ đừng làm khó con nữa, nói xong cô đi thẳng về phòng. Ho Jim biết tin Ji Yang A lấy nhiều tiền, Gian U như thế trách cô sao có thể làm vậy được. Lẽ nào cô không có lòng tự trọng sao? Lòng tự trọng của em đã bị mẹ chồng giày xéo từ 10 năm trước rồi, nên em không có thứ ấy nữa. Ho Jim thấy Ji Yang A vậy không biết nên nói gì, mà người áo đen ngoài cửa đã bắt đầu hành động. Đêm ấy Ho Jim chủ động kể chuyện cho con gái trước khi ngủ. Kiên nhẫn dỗ con ngủ, Ji Yang A nghe hai bố con trò chuyện mà lòng khó tả. Đầu những năm 80 các nước gần như điên đảo khai thác dầu mỏ. Trong đó đương nhiên không thể thiếu Gian U đã tới Ả Rập Sa Đì để mạo hiểm. Dưới cái nắng nóng gay gắt, Gian U cận kề cái chết sắp bị sa mạc nuốt trọn. Lại bất ngờ phát hiện món quà ông trời ban tặng đó là của cải bạc tỷ tuôn ra không ngừng.
Thế là cuộc đời ông đi tới đỉnh cao, thậm chí toàn bộ Ả Rập Sa Đì đều phải kính trọng ông. 35 năm sau, Gian U về nước tìm lại cô con gái chưa từng gặp mặt. Nhưng mọi việc diễn ra ngoài dự đoán của ông. Đối tượng ngoại tình của con rể lại chuyển hướng về phía ông, muốn mượn tay ông để một bước lên mây. Có lẽ do hormone đã ảnh hưởng tới sóng từ trường nên ánh mắt Gian U nhìn Ji Yang Bae biến hóa thất thường. Hôm sau, Ji Yang Bae đến tìm Ji Yang A xin lỗi, đồng thời còn cúi gập người 90 độ. Mong Ji Yang A bỏ qua khúc mắc và nói chuyện bình thường. Trước đó, Ji Yang Bae đã tìm tới Ho Jim bảo anh ta khuyên Ji Yang A ký hợp đồng làm biên kịch cho JJ. Cô ta khen Ji Yang A có tài viết lách nổi bật. JJ là trùm giải trí đứng đầu trong nước, vào JJ là ước mơ của mọi nhà văn. Ho Jim ngồi cạnh Ji Yang A không biết mở lời ra sao. Không ngờ Ji Yang A đã nhận được lời mời từ giám đốc JJ lâu rồi. Cả hai đều ngầm hiểu mà nhớ tới Ji Yang Bae. Ho Jim nói thẳng ban ngày đã gặp Ji Yang Bae. Thứ anh ta để tâm nhất vẫn là suy nghĩ của Ji Yang A. Ho Jim đồng ý làm hết việc nhà để Ji Yang A theo đuổi ước mơ của mình. Abdallah đứng ở ngoài theo dõi sát sao tình hình trong nhà. Vừa quay người thì phát hiện có người áo đen đang lén la lén lút bên ngoài. Thấy thời gian Ả Rập Sa Đì dành cho Gian U sắp hết, Ji Yang Bae lấy cớ giúp con gái Gian U hoàn thành ước mơ. Dụ Gian U thu mua JJ một cách rầm rộ sau khi xử lý xong mọi khó khăn. Gian U chuẩn bị đầu tư một khoản lớn để tối ưu hóa và mở rộng các loại chỉ tiêu của JJ ở mọi mặt. Ông thề phải tạo ra một Hollywood ở Hàn Quốc, nhân viên và cổ đông công ty cực kỳ phấn khởi. Chỉ có Ji Yang A không biết làm gì, đứng ngây ra đó. Ai ngờ người bố giàu có mà cô không muốn nhận giờ đã thành boss ngồi trên đầu cô. Ji Yang A biết được sự thật muốn hủy hợp đồng. Khổ nỗi cô không trả nổi số tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ. Ji Yang A muốn bán chung cư và hiệu sách Gian U mua cho mình để bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng lại biết được những tài sản này vẫn chưa đứng tên cô, Ji Yang A giận dữ bỏ đi. Gian U đã tự ý quyết định mấy hôm nữa sẽ công bố thân phận của Ji Yang A. Ji Yang A tỏ thái độ kiên quyết, có đăng xuất cũng không nhận. Tính hiếu thắng của Ji Yang A đâm trúng điểm yếu của Gian U. Ông lập tức nói rằng có cô mới có thể giữ được tài sản. Ji Yang A bất ngờ hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ có Abdallah biết ý của Gian U không phải vậy. Nhưng hai bố con cứng đầu như nhau lại cứ vô tình tổn thương lẫn nhau. Ji Yang A đau khổ bật khóc, Gian U ngồi trong xe rất lâu cũng không bình tĩnh được. Ông cử Abdallah đi theo Ji Yang A để đảm bảo cô về tới nhà an toàn. Gian U vừa tới bãi đỗ xe đã bị sát thủ của Ả Rập Sa Đì sai tới cản đường. Ông bình tĩnh dò hỏi nhưng động tác lại nhanh gọn dứt khoát, rõ ràng đám người này đã bị ông dọa sợ. Bằng thực lực đỉnh cao, ông chỉ dựa vào một cây gậy đã xử được cả đám oát con này. Ngay sau đó, Gian U đột nhiên cảm thấy chóng mặt, lúc này Abdallah kịp thời dẫn người tới. Sau khi hỏi thăm sơ lược tình hình của Ji Yang A, Gian U đứng không vững ngã ra đất. Ji Yang A biết tin tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng lại lấy ảnh cũ của mẹ ra bật khóc như mưa. Trong lòng dường như có hai giọng nói đang tranh cãi. Mẹ dịu dàng khuyên nhủ cô hãy trút hết âu lo trong lòng ra. Dù cô đã ra sức bài xích nhưng chẳng thể hờ hững với nỗi vấn vương trong lòng, điều này làm cô hết sức buồn bã. Ji Yang Bae nhân cơ hội tới thăm Gian U, bộ dạng khóc lóc sướt mướt cũng chẳng thể che đậy được dã tâm của cô ta. Gian U như cười như không cho cô ta một câu trả lời. Ji Yang A ở nhà làm việc liên tục để giải tỏa tâm trạng nhưng lại bị mẹ chồng nhiệt tình giành lấy việc. Sợ cô mệt nên bà ta giục cô ra sofa ngồi nghỉ. Em chồng cũng mới sáng sớm đã mò đến chu đáo bảo Ji Yang tập trung viết kịch bản. Ho Jim giấu Ji Yang A đi thăm Gian U nhưng mới mở miệng đã khiến người ta ghét, anh ta nói kẻ thù của Gian U ở khắp mọi nơi, cậu đến chọc tức tôi đấy à? Ho Jim không biết điều nói đó là tình cha đầy áp khiến bá tước xấu hổ đuổi theo tần anh ta một trận. Đúng lúc này Ji Yang A cũng tới thăm Gian U, thấy vậy lại giả vờ ngất. Làm sao đây, ông tỉnh lại đi, có sao không tỉnh lại đi mà gọi xe cấp cứu đi, không sao đâu, ông ấy đùa thôi. Gian U đạp một phát cảnh cáo Ho Jim. Sau khi Ji Yang A căng thẳng kiểm tra qua một lượt, cuối cùng Gian U cũng được đặt lên giường. Hai người đàn ông tuy không nói ra lại đồng thời yêu mến Ji Yang ngốc nghếch bên cạnh. Gian U há miệng làm nũng chờ Ji Yang A đút cho mình, nào ngờ cô lại đưa cho ông đôi đũa. Thế là Gian U đành phải cầm đũa, ông không bằng lòng lại bắt đầu giở trò giả vờ run lẩy bẩy không tài nào gắp được. Ho Jim nhìn đến ngứa hết cả mắt, còn Gian U chẳng thèm để ý đến ai, việc mình thì mình cứ tiếp tục giả vờ. Để con đút cho bố vợ nhé, Gian U cố đè nén lại ý muốn đăng xuất. Ho Jim anh ta nhét từng miếng vào miệng ông. Chỉ sợ Ji Yang A phát hiện manh mối. Lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của con gái, Gian U hạ mình chân thành xin lỗi cô vì chuyện hôm trước. Ji Yang A kiên trì với quyết định không đi Ả Rập Sa Đì. Lý do đơn giản là cô không muốn làm chuyện có lợi cho Gian U. Có lẽ do lớn tuổi nên Gian U cũng không hăm dọa cô nữa. Ngoài những người mưu toan lợi ích lúc nào cũng nhăm nhe hai bố con ra, còn có cả Mi Hoa từ Ả Rập Sa Đì ngầm đọ sức với cơ quan an ninh quốc gia. Ai ngờ mọi động thái của Mi Hoa đều bị trinh thám nắm trong lòng bàn tay. Cuối cùng Ji Yang A lấy thân phận là người giám hộ của Gian U cùng ông tới bệnh viện tái khám. Thần thái y hệt nhau khiến hai bố con rõ ràng là quan tâm nhau nhưng lại gần hơn một chút. Vô hình chung cái ba tong lại mở ra chủ đề nói chuyện giữa hai người. Với Gian U mà nói, ba tong là người bạn chí cốt cùng ông trải qua hiểm nguy. Sa mạc không chỉ ẩn giấu dầu mỏ màu đen mà còn có các loại côn trùng độc như bọ cạp, rắn độc rết.
Đáng sợ hơn là nếu không có nước và đồ ăn hoặc mất phương hướng. Những lúc như vậy, Ba Tong chính là người bạn duy nhất giúp Gian U đứng vững. Hai bố con xa cách 35 năm hiếm khi trò chuyện như bố con bình thường. Gian U không giỏi ăn nói, luôn pha trò chọc cho con gái vui. Gian U nằm trong máy kiểm tra không ngừng nghĩ đến những lần gặp gỡ Ji Yang A. Ông thực sự không thể yên tâm về cuộc sống hôn nhân của cô nên xông vào ngân hàng tóm Ho Jim ra ngoài. Ông quyết định tặng cho Ho Jim một món quà lớn. Đó là giúp anh ta lập tức thăng chức giám đốc chi nhánh ngân hàng, nhưng tiền đề là ly hôn đi. Dì cơ ông hứa sẽ cho anh ta một tương lai dù anh ta phấn đấu 30 năm nữa cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần Ho Jim chịu buông tha Ji Yang A, dù thế nào ông cũng không muốn gửi gắm Ji Yang A cho tên tồi này nữa. Không liên quan tới suy nghĩ của Ji Yang A mà đơn giản là lòng tự tôn của Gian U không thể chấp nhận. Coi như phí tổn thất tinh thần cho Ho Jim khi ly hôn. Còn phía Ji Yang A, Gian U dùng kế khích tướng. Chỉ cần cô xuất hiện với tư cách con gái của mình trong buổi họp báo thu mua dây dây, về sau cô có thể lựa chọn việc bắt Gian U biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời mình. Ji Yang A suy nghĩ một lát rồi ngân ngấn đồng ý. Mọi chuyện trông có vẻ như bình yên nhưng lại âm thầm dậy sóng. Mi Hoa đến tìm Ji Yang B, sai cô ta dụ người bên cạnh Ji Yang A rời đi trong buổi họp báo. Nếu không sẽ rút lại 3 tỷ won đã chuyển cho cô ta trước đó buổi họp báo diễn ra đúng như dự kiến. Gian U đang ủ mưu cho một kế hoạch lớn. Lần đầu ông thừa nhận thân phận thật của mình ở Hàn Quốc, điều này đã làm rung động thị trường cổ phiếu. Nhưng so với việc mất đi toàn bộ tài sản thì Gian U buộc phải đi nước cờ mạo hiểm này. Ho Jim ở cạnh giúp Ji Yang A bớt căng thẳng. Lúc này Ji Yang B mượn cớ tìm anh ta có việc. Gian U kể với truyền thông về người mình yêu ngày trước. Tuy hai người chưa thể bên nhau thì bà đã không may qua đời, nhưng cũng đã sinh cho Gian U một cô con gái. Ji Yang A hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện xác nhận thân phận của Ji Yang A. Gian U mãi không thấy con gái xuất hiện vội vào kiểm tra. Mi Hoa thấy việc đã thành công thì đắc ý rời đi. Trinh thám mất dấu định vị, Mi Hoa may mắn trông thấy cảnh Ji Yang A bị trôm qua camera trong tòa nhà. Gian U nổi cơn thịnh nộ, việc Ji Yang A mất tích khiến ông mất khống chế và căm ghét Ho Jim vô cùng. Gian U lệnh cho Abdallah nhờ cơ quan an ninh quốc gia trợ giúp. Ho Jim rất muốn làm gì đó nhưng lại chẳng làm được gì. Mi Hoa cắt dây trói chân cho Ji Yang A. Chỉ cần giữ cô lại đây thêm 3 ngày là mọi thứ sẽ có kết quả, là cô làm ư? Đúng vậy, tôi là chuyên gia về việc này. Ji Yang A dần bình tĩnh lại, xác định Mi Hoa chính là mục tiêu, cần xử tôi sai rồi, tha cho tôi đi chị ơi. Nhưng Ji Yang A vẫn khó hả, giận thế là cô túm tóc Mi Hoa quánh cho một trận như tử, đúng là hai tên điên. Khi mọi chuyện qua đi, Gian U không quên nhắc nhở Ho Jim cẩn thận cân nhắc đề nghị của ông. Trông đứa con gái không cầu tiến của mình, Gian U khổ mà không nói ra được, chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Tôi ấy, Ji Yang A nghĩ lại vẫn sợ và đã gỡ bỏ khúc mắc với Ho Jim. Sự đầm ấm khiến cảm xúc của Ji Yang A bình tĩnh đôi chút rồi vùi vào lòng Ho Jim ngủ ngon lành. Ho Jim thao thức cả đêm hôm ấy, anh ta lo chuyện hôm nay sẽ lại xảy ra lần nữa, mà mình thì không có khả năng bảo vệ Ji Yang A. Cuối cùng Ho Jim chấp nhận đề nghị của Gian U. Vậy nên cậu vì không tự tin có thể bảo vệ được con bé hay là vì hài lòng với món quà mà tôi đưa ra hơn? Khoảnh khắc ấy bạn nghĩ Ho Jim nghiêng về phía nào? Chúng ta rời xa nhau đi, Ho Jim nói ra nỗi lòng của mình. Ji Yang A nghĩ tới con đầu tiên, không ngờ Ho Jim đã suy tính từ trước. Thay vì ở nơi nghèo khó này, con gái có thể đến trường học chuyên ngành múa ballet mình thích, chứ không phải ở lớp học thêm nghiệp dư, cô bé cũng có thể sống cuộc sống chất lượng hơn, chứ không phải đi theo người bố không mua nổi một chiếc váy công chúa ra hồn như anh ta. Mà cô cũng không cần phải chi tiêu rẻ sẻn và vất vả kiếm sống nữa. Giờ đây chỉ cần cô muốn thì mọi ước mơ xa xỉ trước đây đều có thể dễ dàng thực hiện, cực khổ cho em rồi. Lần đầu cô nghe anh ta không ngừng hạ thấp chế giễu bản thân. Ji Yang A đau lòng rơi nước mắt, ký ức khó quên nhất bỗng chốc ùa về trong cô. Hôn nhân là cơ hội duy nhất trong đời phụ nữ được tự lựa chọn người nhà. Nếu chọn lầm nửa kia thì nửa đời còn lại cũng là sai, bạn sẽ trải đủ mọi khổ đau của cuộc đời. Tiền thoái lưỡng nan, có người xuất hiện trong cuộc đời bạn giúp bạn cảm thấy cuộc sống tươi đẹp và khiến bạn tỏa sáng. Nhưng lại có người sẽ thổi tắt mọi ánh sáng của cuộc đời bạn. Cho nên phụ nữ có thể không hạnh phúc nhưng không thể không tỉnh táo được. Ji Yang A đắn đo xong vội đuổi theo ra ngoài xác nhận xem có phải Ho Jim bỏ rơi vợ con hay không. Ho Jim lúc này chỉ mong vợ con có thể sống tốt hơn. Gian U đứng quan sát hai người từ xa, sao anh lại nghĩ người bố chưa từng xuất hiện trong 35 năm qua tốt hơn anh chứ? Không phải Ji Yang A không thích tiền mà với cô Ho Jim là người nhà. Người nhà thì không thể chia cách nhau được. Ji Yang A ngang ngược yêu cầu Ho Jim ở lại với mình, biết chưa vợ à, làm gì mà đột ngột vậy? Anh xin nghỉ việc rồi thôi, chúng ta cứ ly hôn đi, đợi đã vợ ơi. Gian U bùi ngùi khi thấy hai vợ chồng nô đùa phía trước. Còn điều đang chờ đợi ông là toàn bộ tài sản ở Ả Rập Sa Đì đều bị sung công. Hiện tại ông đã thành một tên nghèo kiết xác. Gian U giàu có trở thành tên khố rách áo ôm sau một đêm nên đến nương nhờ con gái bị nhà chồng bắt nạt quanh năm. Việc này khiến Ji Yang A hết hồn, vội phổ cập kiến thức cho ông và dặn ông không được để mẹ chồng biết, ông chẳng còn gì nữa. Ai ngờ vừa mới gặp Gian U đã giáng đòn phủ đầu tính sổ với mẹ chồng độc ác trước. Cả một sấp hóa đơn mua đồ ăn hỏi cộng lại vừa tròn 2 tỷ won vào gần khoảng 380 tỷ Việt Nam đồng. Gian U mở miệng ra là đòi một phát luôn 2 tỷ tiền đáp lễ.
2 tỷ sao đừng bảo bà chỉ định thu tiền mà đáp lễ đấy nhé. Gian U bắt đầu đòi lại công bằng cho con gái lúc kết hôn, không làm đám cưới cũng không có trang sức. Thậm chí cũng chẳng có sinh lễ, ông nói một tràng khiến cho mẹ chồng độc ác nói năng lộn xộn, ập ở biện hộ cho bản thân cả nửa ngày. Nhưng Gian U không hề nể nang, chỉ trích bà ta luôn tranh chua cay nghiệt với con mình. Sau này bà tránh xa Ji Yang A nhà tôi ra, tạm thời tôi sẽ ở lại đây, bà hiểu chưa? Ho Jin vội tìm giám đốc ngân hàng đòi lại đơn xin việc, khi biết đơn vẫn chưa nộp lên anh ta vui mừng như đứa trẻ. Xé luôn lá đơn rồi mau chóng bắt đầu làm việc. Đến khi tan làm về nhà thấy bố vợ ở trong nhà thì Ho Jin giật mình. Thấy Abdallah đột nhiên đi ra thì càng hết hồn hơn. Ho Jin vội đi tìm vợ nhưng lại hay tin giờ ông ấy là người nghèo gì cơ. Nói là không có chỗ ở nên muốn em chịu trách nhiệm. Gian U túm Ho Jin lại nhắc anh ta nay mình đã chẳng còn gì. Cảnh cáo anh ta đừng hòng kiếm gì nữa, hai người không mấy thân thiện nhất trí với nhau. Không nhắc gì tới chuyện Gian U ép hai người ly hôn trước đó. Abdallah nhanh chóng trở thành người nội trợ đảm đang của Ji Yang A. Hai bố con lần đầu trong đời ngồi ăn cùng nhau, qua lời nói có thể thấy Gian U thật sự phấn khởi. Thấy Ji Yang A gắp đồ ăn cho con, Gian U cũng học theo gắp cho Ji Yang con tôm. Nhưng lại không biết mẹ Eun Bi dị ứng với tôm ạ. Gian U áy náy định gắp tôm lại nhưng Ji Yang A kiên quyết muốn ăn, đây là tình cha cô khát khao bấy lâu. Nuốt xong hai bố con nhìn nhau cười, họ đều cảm nhận được tấm lòng của đối phương. Ăn xong Ji Yang A bị dị ứng nên ngứa ngáy khắp người nhưng trong lòng thì hết sức ngọt ngào. Ji Yang B nhìn mình trong gương, nội tâm xấu xí ẩn sau gương mặt thiên sứ, đến cô ta cũng chán ghét mình vô cùng. Ji Yang B suy sụp cuối cùng cũng nhớ tới mẹ mình. Nhưng khi cô ta tới viện điều dưỡng thì chỉ còn lại hũ cho cốt lạnh ngắt. Hôm mẹ qua đời đúng vào hôm cô ta vì tiền mà làm trái lương tâm. Dẫn Gian U tới mộ mẹ Ji Yang A tưởng niệm. Cô ta suy sụp khóc lớn trách mẹ tại sao lại ra đi vào hôm ấy, đến lúc này cô ta vẫn chỉ nghĩ cho mình. Nhìn quyển sổ được để lại trên bàn, trang nào cũng ghi lại nỗi nhớ cô ta ra giết. Vô vàn nhớ nhung và sám hối tới cùng chẳng đợi được. Nhớ con mẹ ơi, đừng thử thay đổi trái tim của một người mà phải biết cách nhanh chóng chấm dứt sự tổn thương. Chớ hao mòn cuộc đời tươi sáng của mình vì một người không đáng. Công chúa Ả Rập Sa Đì cất công đi từ xa tới báo tin thủ tướng Ả Rập Sa Đì mưu quyền tham gia chính sự. Không chỉ thuê thế lực ngoại quốc trông con gái Gian U, mà còn cổ vũ thành viên quốc hội 100% bỏ phiếu thông qua, cưỡng đoạt mỏ dầu và tài sản của Gian U xung công. Đến nước này Gian U là hy vọng duy nhất của quốc vương. Gian U cũng bày tỏ tấm lòng son với Ả Rập Sa Đì từng trao vinh quang cho mình. Ông có thể từ bỏ tài sản và tôn nghiêm hay thậm chí là tính mạng. Công chúa nghe vậy vô cùng lo lắng, cô chỉ mong người đàn ông mà mình quý mến được bình an hạnh phúc. Nhưng những gì Gian U nói sau đó đã khiến cô yên tâm hẳn. Binh gia nói lúc nguy hiểm không sợ đăng xuất thì sẽ sống, giáp tâm cầu may thì sẽ qua đời. Khi ai cũng nghĩ bạn sẽ thăng thiên thì đó là lúc bạn thoát chết sống lại. Phút chốc tin tức Gian U phá sản chiếm sóng tất cả các trang tin tức. Mẹ chồng và em chồng lật mặt ngay lập tức. Gian U dùng cách của mình giải tỏa buồn phiền cho con gái. Ji Yang A lại quan tâm tới vết thương ở đầu nhiều năm trước của ông hơn. Hai bố con nói về Gian U hồi trẻ, khi ấy đầu ông bị thương nặng nhưng không có điều kiện chữa trị. Cũng chính trong lần thoát chết đó ông phát hiện ra mỏ dầu như một kỳ tích. Bố kết hôn chưa, bố ly hôn chưa? Ji Yang A tò mò mình còn có anh chị em cùng cha khác mẹ nào không? Gian U ra sức phủ nhận nguyên nhân chỉ có một, ông xót xa nhìn sang Ji Yang A. Dường như người phụ nữ ông yêu lúc này đang ngồi giữa hai bố con. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này vậy thì còn ai để ý sự vĩnh cửu nữa? Hai người đàn ông ngày nào cũng lởn vởn quanh Ji Yang A, mỗi người một câu khiến cô không tài nào viết được. Hai người không một ai tình ý, một hát một bè diễn theo kịch bản. Ji Yang A bị chọc cho điên lên, phiền quá đi mất ra ngoài đi, sao cứ ở đây làm mất thời gian vậy, thôi được rồi tôi đi. Ji Yang A sắp nổ tung chỉ đành oán thán với bạn rằng người bố giàu có vừa xuất hiện chưa bao lâu đột nhiên nghèo kết xác. Vốn nghĩ lần này đã có chỗ đứng trong nhà chồng, ai ngờ lại có thêm một phiền toái. Mặc kệ Ji Yang A lải nhải cỡ nào, viện trưởng cũng đều cười híp mắt nhìn cô. Ngay cả Ji Yang A cũng không ngờ rằng cô đã làm nhảm về Gian U tận 2 tiếng đồng hồ. Đúng như câu vì để tâm nên mới nhắc đến, mãi bề ngoài thì cô có vẻ ấm ức kêu ca, thật ra lúc nào cũng nhớ nhung. Nhưng số phận thì như đang trêu đùa cặp bố con này. Gian U đang cố ý che giấu bệnh tình, ông định ở lại nhà Ji Yang A thêm mấy hôm rồi rời đi. Ji Yang A hỏi ông kết quả kiểm tra thế nào, Gian U giả vờ bình tĩnh nói rất mạnh khỏe. Nhưng trong lòng Ji Yang A mơ hồ cảm thấy không yên. Cô vội lấy thân phận người nhà đến bệnh viện hỏi thăm, lại nào ngờ biết được Gian U mắc chứng mất trí nhớ tuổi già. Phần đầu từng bị tổn thương nặng khi còn trẻ, lại thêm áp lực và uất gần đây, từ đó dẫn tới nguyên nhân sinh bệnh. Vậy chúng tôi phải làm sao, dường như số phận có thù với Ji Yang A. Khó khăn lắm mới gặp lại được bố, nào ngờ cuộc đoàn tụ ngắn ngủi lại khiến cô rơi từ thiên đường xuống đáy vực như tàu lượn siêu tốc. Ji Yang A tủi thân òa khóc, cô chưa từng nghĩ bố giàu như nào, cũng chưa từng nghĩ ông bảnh trai và ngầu ra sao. Cô chỉ muốn một người bố mà thôi, nhưng ước muốn nhỏ nhoi này cũng trở thành một điều xa vời. Ji Yang A thương Gian U một mình chịu đựng bệnh tật chắc là bố sợ lắm. Tuy rằng rất oán trách bố nhưng giờ phút này đều hóa thành nỗi đau vô tận. Gian U ngồi trước chỗ làm việc của con gái mãi chẳng chịu rời đi. Ông cố ghi nhớ mọi thứ trước mắt vì sợ mình sẽ quên đi mọi thứ về Ji Yang A.
Đêm đến, Ji Yang A gõ mở cửa phòng gian U rồi lấy ra món quà đã chuẩn bị cho ông. Tuy không phải hàng hiệu nhưng là món quà nhiều năm trước cô muốn mua mà mãi chẳng mua nổi. Ai cũng bảo nhận tháng lương đầu tiên sẽ mua đồ lót cho bố mẹ, đây cũng từng là ước mơ xa vời của cô. Ji Yang A lấy tháng lương nhà văn đầu tiên của mình để mua cho gian U đồ lót mà cô nhắm được từ lâu. Gian U lấy ra một chiếc quần lót màu đỏ, trong đó tình cảm dạt dào thể hiện trong lời nói. Bố thích cái này, cảm ơn con gái nhiều lắm. Ji Yang A cố nén nước mắt nhanh chóng rời đi. Ji Yang ơi, Gian U tạo dáng chọc cho cô vui. Lúc này đây, tình yêu lặng lẽ ngập tràn quanh hai bố con. Ra khỏi cửa, Ji Yang A không thể kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ra như suối. Ho Jim nghe thấy tiếng khóc của cô thì buồn vô cùng. Đêm đó Gian U không ngủ mà ngồi nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Ông cảm thấy hạnh phúc chưa từng có, ông chú nhà giàu cô đơn mắc chứng mất trí nhớ tuổi già. Việc duy nhất mà ông không yên tâm là hôn nhân của con gái. Gian U cố ý gọi Ho Jim dậy giữa đêm vừa tìm hiểu chuyện lúc anh ta yêu đương rồi kết hôn với Ji Yang A thế nào. Vừa chúc say anh ta, Ho Jim không hiểu gì nên uống hết ly này tới ly khác. Nhưng Gian U không hề có ý dừng lại, ông chỉ lạnh lùng nhìn anh ta uống cho tới khi xin lỗi bố vợ thương cho tấm lòng cha mẹ. Gian U dùng cách của mình khiến con sâu rượu này sẽ nói lời thật lòng khi say. Ho Jim nói thật mình đã xem Ji Yang A là một sự hiện diện tất nhiên trong đời mình. Điều đó tất nhiên đến mức anh ta đã phớt lờ sự quý giá của cô. Và cũng chưa từng suy nghĩ tới đau khổ mà cuộc hôn nhân này đem tới cho cô. Nhưng con sẽ đơn xin thôi việc rồi, con chắc chắn sẽ để cô ấy được hạnh phúc. Ho Jim hứa hẹn về sau anh ta sẽ làm mọi chuyện và xin Gian U cho mình thêm một cơ hội. Nào ngờ chiêu này lại khiến Gian U ý thức được ngày xưa ông cũng dùng cách này để lừa Ji Yang A. Đúng là gừng càng già càng cay, với tài ăn nói của mình ông con chỉ dùng vài câu đã dụ được Ho Jim. Ho Jim ấp úng nhấn mạnh đây là lời thật lòng của anh ta. Con là người nói được làm được, vốn tưởng đã thuận lợi qua được ải kiểm tra nói thật. Ai ngờ vẫn còn rất nhiều bài huấn luyện sức khỏe khắc nghiệt đang chờ đợi anh ta. Việc này khiến Ho Jim vốn yếu ớt đau khổ vô cùng. Sau vài bài tập sức khỏe, Ho Jim mệt muốn đăng xuất. Nhưng Gian U không hề có ý tha cho anh ta. Ho Jim đi làm thì hết sức xấu hổ, nhưng dù cơ thể đã đạt tới giới hạn vì lương, anh ta vẫn phải kiên trì công việc tới cùng. Gian U không tính chuyện cũ, tìm đến Ji Yang B. Nói thẳng cô ta là một cây xương rồng mà bản thân lại không biết, có lẽ là nhìn thấy bản thân hồi trẻ. Nên Gian U cảm nhận được cô ta chỉ liều mạng chạy về trước, từ đó quên mất người mình mọc gai. Thậm chí là có người đã bị gai của cô ta xiên chảy tích canh, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Phong độ khác với người thường của Gian U khiến Ji Yang B luôn một mình chống chọi trên đỉnh kim tự tháp cảm phục sâu sắc. Đồng thời cô ta cũng đoán ra từ đầu Gian U đã biết mình không phải con ruột của ông. Gian U nói thân là bố ông không thể nào có cảm giác nam nữ khi gặp con gái được. Ji Yang B nhìn người đàn ông đã khoan dung lại cho mình rất nhiều sự quan tâm trước mặt. Sóng lòng gợn lăn tăn dù là con gái hay là gì đi nữa. Thực ra tiềm thức cô ta muốn được Gian U công nhận và cũng muốn được ở bên ông. Ji Yang B thật lòng xin lỗi vì khiến Ji Yang A gặp nguy hiểm, cô ta không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nay tôi đã chẳng còn gì nữa, nghèo kết xác luôn. Gian U đưa cho cô ta một tấm danh thiếp, đó là việc chắp thêm cánh cho cô ta mà ông từng hứa. Hãy bay lên khoảng trời thật ngầu nhé, tôi muốn ở bên chăm sóc ngài. Ji Yang B lúc này tràn đầy tình yêu tha thiết với người đàn ông trước mặt. Nhưng Gian U đã uyển chuyển từ chối, bây giờ trí nhớ của ông không rõ ràng. Có lẽ lần sau gặp lại ông sẽ không còn nhận ra người trước mặt. Nhưng ông không biết rằng Ji Yang B đã biết được bệnh tình của ông từ lâu. Tạm biệt. Chút tiền tiết kiệm còn lại của Gian U bị Ji Yang A chiếm lấy. Quản lý mỗi tháng chỉ cho ông và Abdallah 130.000 won. Ji Yang đặc biệt dặn dò con gái từ nay về sau ngày nào cũng phải luyện phép nhân với ông ngoại, nếu ông sai thì phải búng đầu ông. Gian U thấy vậy thì biết mình bị ép vào khuôn khổ rồi. Nhưng lại vừa vặn nghe thấy Ji Yang A vô ý gọi ông là bố. Gian U vội vàng xác nhận lại, như điều Abdallah lo hơn là giờ họ đã chẳng còn đồng nào cả. Cơ mà Gian U lại hào hứng như một đứa trẻ. Chính vì như thế nên tháng nào ông cũng được cảm nhận niềm vui của việc có tiền tiêu vặt. Có cần con trích phần trăm cho hai người không? Abdallah bỗng chốc trở thành bảo mẫu gia đình chuyên nghiệp chăm chỉ làm việc. Gian U đánh giá nhà vệ sinh, dốc sức nghĩ làm thế nào để qua loa cho xong. Kết quả ông hất vài gáo nước đang định ra ngoài thì bị Ji Yang chặn cửa ép quay lại. Cuối cùng đổi được một câu nói, Gian U tuyên bố hào hùng rằng nhất định phải biến nhà vệ sinh thành khách sạn 7 sao. Kết quả sau một loạt hành động phá hoại, tuy đứng là ông rất nghiêm túc cũng không bỏ sót ngốc nghếch nào. Nhưng khi Ji Yang A mở cửa ra thì suýt nữa tức ói tích canh. Gian U lại còn mặt dày đòi thêm tiền. Gian U lần đầu đến nhà tắm hơi nhìn Abdallah đội khăn sừng dê trên đầu. Vừa liên tục chê bai cười nhạo anh ta ngu ngốc, vừa tò mò đội lên đầu mình. Xong lại còn tự sướng với Abdallah rồi đăng lên mạng. Ho Jim thấy hai người họ cảm giác như đang nằm mơ, còn Ji Yang lại muốn tạo thêm một vài ký ức đẹp. Ji Yang ra sức lôi Gian U sợ nóng vào phòng xông hơi. Nhưng cảnh đẹp chẳng được mấy, thủ tướng Ả Rập bị phán tội mỏ dầu và tài sản của Gian U được trả lại toàn bộ. Nhưng ông nhớ Ji Yang A từng nói cho dù ông không có tiền cô cũng sẽ thích ông. Thế là Gian U kích động định trao trả lại toàn bộ tài sản cho xã hội. Ông cho rằng như vậy Ji Yang A sẽ thích ông hơn mà quên mất con gái là người bủn xỉn, bố điên à, ai cho phép bố làm thế. Ji Yang A tức sôi máu, Abdallah cũng oán ông không thương lượng với người nhà.
Ho Jim thì cảm thấy bệnh của ông ngày càng nghiêm trọng, tôi còn chưa nghĩ tới mức ấy đâu thằng danh. Yên lặng hết cho tôi đi, Ji Yang A phiên muốn đăng xuất. Nhưng Gian U thực sự không biết mình sai ở đâu. Ji Yang nói ai cũng ngưỡng mộ cô ấy trở thành người giàu. Lộ liễu quá vợ ơi, ừ em vốn là một người dung tục mà giờ anh mới biết à? Ji Yang A không hiểu tại sao Gian U lại phải cho người khác tiền để lại tiền cho Eun Bi không được à? Nhưng dù Gian U giải thích rằng có trả lại tài sản cho xã hội cũng không có nghĩa ông sẽ trở thành người nghèo kiết xác, thì Ji Yang A vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì chuyện lớn như vậy mà Gian U lại tự mình quyết định. Nói rồi hạ lệnh đuổi khách, Gian U bị con gái đuổi ra khỏi nhà. Phút chốc quay lại cuộc sống nhà giàu bậc nhất khiến ông đột nhiên hơi không quen ăn. Kiểu gì cũng thấy trống vắng, thế là Gian U sai Abdallah chuyển một nửa ghế đi. Nhưng dù vậy ông vẫn thấy chẳng dễ chịu. Sau đó ông lại gọi tất cả mọi người cùng dùng bữa nhưng kết quả vẫn chẳng thấy ngon. Bên này Ji Yang A mới sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng, cô vẫn bày dụng cụ ăn cho 5 người. Ho Ji mừng vì Gian U đã rời đi, anh ta cũng có thể thở phào. Vừa nói xong thì bị Ji Yang A phản bác lại, cô nhẫn nhịn mẹ chồng 15 năm còn chưa nói gì đâu. Thế nên cô không cho phép anh ta nói bố mình như thế, Ho Jim díu dít xin lỗi. Ji Yang A rảnh rỗi lên mạng tìm các bài báo có liên quan đến bệnh của bố. Còn Gian U lại ở nhà chờ cô gọi điện đến mức cuống cuồng bức bối. Vừa thấy Ji Yang A gọi điện, ông vội vàng ra vẻ để vớt vát thể diện. Nhưng vừa nghe Ji Yang A nói muốn kiểm tra tình hình dưỡng bệnh dạo này, ông lập tức bảo cô qua kiểm tra ngay đi. Không thấy Ji Yang A nói gì, Gian U vội bổ sung thêm một câu, hay là giờ bố tới nhà con cũng được. Ji Yang A cười bảo ông cứ tập luyện những thứ được dặn trước đó là được, đợi một tuần nữa hãng đi tái khám. Khổ thân cho Gian U bị từ chối thẳng thừng trong điện thoại. Ngày hôm sau Gian U bắt đầu gửi hàng loạt các tin nhắn quan tâm cho con gái. Lúc thì tòa nhà dây dây trái, lúc thì đối tượng hóa vàng người trốn ngục. Tóm lại chỉ có tin bạn không nghĩ tới chứ không có chuyện ông bịa không ra. Nhưng Ji Yang A chỉ trả lời vâng, tại sao chỉ trả lời có một chữ vâng. Cuối cùng cô cũng được trải nghiệm cảm giác được nghe bố lải nhải mà suốt 35 năm qua cô luôn ao ước. Nhìn cô có vẻ đang chê ông phiền nhưng trong ánh mắt lại mang theo hạnh phúc và niềm tự hào. Không ngờ Gian U đuổi theo tới tận tiệm thuốc trung y giả vờ đi qua rồi vào chào Ji Yang A. Gian U khoe khoang thành tích mấy ngày hôm nay của mình. Không ngờ phần bình luận dưới bài đăng ảnh trên mạng lần trước toàn là xin tiền. Ai cũng muốn tự dưng có một ông bố vợ như Gian U. Bố đang bôi nhọ chồng con đấy à, mới đó đã tới ngày kiểm tra. Ji Yang A an ủi Gian U trước rằng sau này sẽ không để người ngoài thay tã cho ông. Gian U nghe xong giật mình, nếu có ngày đó thì ông kiên quyết bảo vệ sự tự tôn của mình, tuyệt đối không liên lụy con gái. Sau đó sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi, con sẽ không để bố đi đâu. Bệnh nhân của giáo sư Park có lẽ là ông trời ưu ái. Kết quả tái khám của Gian U đã âm tính với bệnh mất trí, hạnh phúc chính thức mở ra với Ji Yang A. Gian U cần tới Mỹ một năm để điều chỉnh dự án phát triển ở nước ngoài của JJ. Ông muốn nhân cơ hội này dẫn Ji Yang A ra nước ngoài học lên, hoàn thành ước mơ cho con gái. Lần này Ho Jim ra sức ủng hộ vợ, đồng thời hứa mình cũng sẽ nỗ lực tiến bộ để chăm sóc gia đình và con gái. Nhưng bất ngờ là Gian U đột nhiên cho Ho Jim ngồi vào vị trí quản trị tài chính dự án phát triển ở nước ngoài, coi như cho anh ta cơ hội chứng minh bản thân. Không ngờ Ho Jim không nghĩ ngợi đã từ chối anh ta sẽ chứng minh bằng nỗ lực của mình. Hành động này khiến Gian U có cái nhìn khác về anh ta. Nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu vừa hận, chớp mắt đã một năm trôi qua. Viện trưởng nhận được bưu thiếp do Ji Yang A gửi tới. Dù sắp về nước nhưng cô vẫn muốn dùng cách này để viện trưởng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Mỗi tấm ảnh đều gửi gắm vô vàn gặt hái của Ji Yang A. Một người phụ nữ 36 tuổi thoát khỏi sự trói buộc của gia đình. Cuối cùng đã dựa vào tài năng để thay đổi cuộc đời đau khổ trước kia. Ji Yang A của hiện tại toát ra vẻ đẹp của tri thức. Khí chất tự tin và phóng khoáng ấy ngưng tụ năng lượng tích cực trong không khí. Các đài truyền hình lớn tranh nhau phỏng vấn cô về bài viết có tài nhưng thành đạt muộn. Bên này Ho Jim và gia đình chung tay hợp sức. Ngày nào cũng tích cực làm việc và không ngừng đột phá chính mình. Trong công ty anh ta phát huy được vai trò hết sức quan trọng, thành công cũng lặng lẽ gõ cửa đến tìm. Hai vợ chồng tuy cách muôn trùng khơi nhưng cả hai đều đang nỗ lực cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bài phỏng vấn, Ji Yang A cảm ơn sự cổ vũ của chồng. Ho Jim dồn mọi nỗi nhớ thương với vợ vào tình yêu ra giết với con gái. Đột nhiên một ngày nọ, Ho Jim ăn mặc trang trọng đến công ty để chuẩn bị cho cuộc hẹn sắp tới. Thành viên trong nhóm ai cũng tưởng anh ta lại ngoại tình, duy chỉ có một người âm thầm khích lệ anh ta. Ho Jim xem giờ vội đến trường đón con, thì bất ngờ phát hiện hai phụ huynh đang huyên thuyên châm chọc bố của Ji Yang A là tỷ phú mỏ dầu. Còn nói cô giao con cho chồng rồi chạy con người chẳng ra gì mà còn nóng tính viết bừa mấy bài là thành nhà văn được. Ho Jim không thể nghe thêm được nữa, nói vậy là sai rồi hai vị phụ huynh kia. Ho Jim tức tối đi tới đối chất với hai người phụ nữ. Bố đón con thì làm sao mẹ có thể sinh con, chẳng lẽ bố không thể đón con được à? Chồng hai người không đón không có nghĩa là người khác cũng vậy. Còn nữa, hai người quen vợ tôi à, biết tính cách hay từng nói chuyện với cô ấy chưa? Sao có thể ăn nói lung tung vậy được hả? Anh Ho Jim trên đường về, dù Ji Yang A có bắt chuyện kiểu gì, Ho Jim cũng chỉ lạnh lùng khiến Ji Yang A chẳng biết làm sao. Ho Jim thấy thế thì cười trộm vào phòng Ji Yang A không chịu nổi nữa. Hôm nay là sinh nhật cô chẳng những không nghe được câu chúc mừng nào, mà còn phải nhìn bản mặt lạnh nhạt của anh ta suốt quãng đường. Hóa ra Ho Jim muốn tạo cho cô một bất ngờ.
không ngờ vẫn chưa chuẩn bị xong nên cuối cùng trở nên quê sệ như thế này. Bất ngờ chưa nè, ai cũng đều vô cùng ngượng ngùng. Gian U thật không thể chịu nổi thằng con rể làm gì cũng hỏng này nữa. Ho Jim cũng không giả vờ tiếp được nữa, anh ta không gặp vợ một năm rồi nên nhớ vợ muốn điên lên được. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cậu nhóc vừa mở miệng đã gọi Gian U là bố ơi, cháu là con cái nhà ai. Thế ai cũng há hốc trước sự bất ngờ này. Cậu bé nhắc nhở Gian U mẹ mình là cô gái từng gặp ông lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ 12 năm trước. Gian U vội trốn tránh vấn đề, không biết giải thích với Ji Yang A kiểu gì. Bố chỉ nói bố không kết hôn chứ không nói không có con cái. Để chúc mừng hành trình nhận lại con gái thành công, Gian U đã gọi hết tất cả người thân quen lên máy bay riêng tới Ả Rập xa đi chơi. Không ngờ trên đường gặp phải mưa bão, máy bay bị hư hỏng, cuối cùng mất điều khiển lao xuống biển. Cả đoàn người bị sóng biển đánh dạt vào hoang đảo. Nghe thấy tiếng hú trên đảo chuyển tới, phút chốc ai nấy đều ngây người. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.